Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Vua Đèn LED 0979 840 890. Hôm nay mình làm clip giới thiệu về sản phẩm đèn mí cho xe Mazda CX-8. Thì như các bạn biết là Mazda CX-8 từ đời 2019 cho đến 2021 thì hãng đã cắt bớt đèn mí gầm. Thì đèn zin của nó đó là ở đây là sẽ là miếng nhựa không có đèn giống như clip các bạn đang xem. Thì xe này mình đã độ cặp mí. Mình đã độ cặp mí LED màu trắng giống như vậy. Thì cặp mí LED này thì nó có hai chức năng. Một chức năng là đờ mi như các bạn đang xem. Thì khi mà chúng ta đấu vào đèn daylight, đèn chạy ban ngày hoặc là đèn đờ mi thì ánh sáng nó sẽ lên màu trắng. Khi chúng ta bật qua signal thì nó sẽ chuyển qua màu vàng và nó chạy như là clip. Bây giờ mình sẽ bật signal. Đây các bạn xem, mình bật signal bên nào thì cái đèn mí này nó sẽ chạy từ trong ra ngoài giống như vậy, rất là đẹp. Thì đèn mí của này khác với lại đèn mí của hãng, là đèn mí của hãng chỉ có một chức năng thôi, là chức năng daylight. Nhưng mà đèn mí này thì có hai chức năng, một là daylight hoặc là đờ mi màu trắng như các bạn đang xem là ở bên kia. Còn chức năng thứ hai là khi chúng ta bật signal bên nào thì nó sẽ chạy bên đó, rất là đẹp. Và tăng thêm khả năng hiển thị cho đèn signal, giúp chúng ta vận hành được an toàn hơn. Thì xe Mazda CX-8 thì đèn trước này mình đã thay đèn LED, đèn signal LED, cho nên các bạn thấy là ánh sáng rất là đẹp và nó khá là sáng so với đèn zin. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà sử dụng bóng đèn signal là bóng đèn zin thì ánh sáng khá là yếu và khả năng hiển thị khi chúng ta bật signal cũng rất là thấp, không có an toàn khi mà sử dụng. Đối với xe CX-8 mà chúng ta lắp thêm cái chức năng này thì tạo nên sự an toàn khi chúng ta vận hành. Đây, bên trái là không bật signal thì nó lên màu trắng, còn bên phải thì nó khi mà chúng ta bật signal thì nó chạy từ trong ra ngoài giống như vậy, rất là đẹp. Các bạn thấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt signal bên đây, mình bật signal bên đây. Đây, khi mà chúng ta tắt signal bên đây thì đèn đờ mi nó sẽ lên giống như vậy. Đèn daylight hay đèn đờ mi nó sẽ lên. Và cái đèn bên phía tay phải thì mình bật signal nó sẽ chạy giống như vậy. Thì xe này mình đã thay bóng signal LED như các bạn thấy ha. Thì khả năng hiển thị khá là tốt. Và gắn thêm cái đèn gầm mí giống như vậy. Bây giờ mình bật luôn 4 signal cho các bạn xem. Bật signal ưu tiên. Để chúng ta thấy được là khả năng hiển thị nó đẹp như thế nào. Bây giờ mình đang bật là 4 signal. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đèn sau mình vẫn giữ cái đèn signal halogen zin theo xe, mình chưa có thay đèn LED, nhưng mà đèn phía trước thì mình đã thay đèn LED rồi. Mình xin nhắc lại số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các clip sau. Press the pick up button to answer. Incoming call. Press the pick up button to answer. Incoming.